Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau lễ Giáng sinh năm 2023, Giám đốc Công an Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động có phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, nỗ lực đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau đêm Giáng sinh, giúp người dân đón mùa Giáng sinh an lành, không để xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lực lượng cảnh sát cơ động đã tăng cường kiểm soát, phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến an ninh trật tự. Để đảm bảo an ninh trật tự đêm Noel và Tết Dương lịch năm 2024, thì lực lượng cảnh sát cơ động đã chủ động tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh ký ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện thị, góp phần để ổn định an ninh trật tự đêm Noel và Tết Dương lịch năm 2024. Qua đó cũng chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự theo thông tư 54 của Bộ Công an quy định. Qua đó thì tập trung xử lý các lỗi vi phạm đối với những nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, như chạy xe, biểu diễn, lạng lách, nẹt bô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh trật tự, giúp cho người dân có được đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Năm nay, lễ Giáng sinh trùng vào chủ nhật cuối tuần, nhận định lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng. Phòng Cảnh sát Giao thông đã lên phương án cụ thể để tiếp tục duy trì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thì ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ đội trạm tập trung tuần tra kiểm soát. Bên cạnh đó thì cũng có kế hoạch phối hợp với công an các đơn vị địa phương để rà soát những nơi mà có các nhà thờ diễn ra lễ hội Giáng sinh để phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn giao thông để cho tình hình giao thông được thông suốt an toàn. Bên cạnh đó thì cũng tập trung xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm gây ra tai nạn giao thông, cũng như là các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, biểu diễn nhằm giúp cho người tham gia giao thông có một mùa Giáng sinh được an lành, hạnh phúc và thông suốt an toàn. Với sự chủ động cùng tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị cho đêm Giáng sinh, việc làm của lực lượng công an tỉnh Tây Ninh đã được người dân đồng tình đánh giá cao. Đây, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra nồng độ cồn thế này thì thứ nhất là phục vụ cho đảm bảo an toàn giao thông của người dân. Người dân từ đó ý thức được chấp hành nghiêm luật lệ giao thông. Vì trong thời gian qua thì những tai nạn giao thông thì bắt nguồn đa số là chủ người điều khiển phương tiện giao thông là có sử dụng rượu bia nên dẫn đến hậu quả là khó lường. Do đó thì chuẩn bị Tết đến xuân về thì lực lượng công an tổ chức như thế này thì tôi thấy rất là trân trọng những việc làm của các anh. Thứ nhất là giữ được bình yên cho mọi nhà và mong rằng những người dân, tất cả những người dân ta là luôn luôn đón được mùa xuân rất là vui vẻ bên gia đình. Đến thời điểm hiện tại, Công an Tây Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và sẵn sàng phương án, giải pháp đồng bộ nhằm phục vụ tốt cho người dân đón Giáng sinh an lành, yên vui.